Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính đến đàn em 5 cam thay tên đổi họ, mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng là gì? Suốt một năm, bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng phát hình trực tiếp livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên và nhiều người có liên quan đến ông thầy lang này. Và chứng kiến những buổi phát hình trực tiếp và cách ăn nói không kiêng nể ai, bà Hằng đã thể hiện bản thân là một chị đại. Nhiều người dị ứng với lời bà Hằng không phải vì họ bênh các nghệ sĩ và lãnh đạo thành phố, mà đơn giản người ta không thể chấp nhận cách ăn nói của bà. Thực tế, nhiều người biết bà Hằng từ khi bà còn là CEO của công ty Đại Nam và nghĩ rằng tên của bà xưa nay vẫn như vậy. Tuy nhiên, khi bị bắt thì quá khứ của bà Hằng rất khác và tên bà cũng không phải là Nguyễn Phương Hằng như ngày nay. Đây là hình ảnh trước kia bà Nguyễn Thị Phương Hằng có tên khác hẳn. Vào ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Võ Minh Điền, chủ kênh YouTube Điền Võ Vlog để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, viết tắt là PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi phát hình trực tiếp xúc phạm danh dự, uy tín của người khác, gồm các ông, bà và chủ các kênh YouTube như Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Hà Lê, Hoàng Nhi, Anh Nông Dân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, đã sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Khi điều tra, tất nhiên cơ quan điều tra phải tập trung lý lịch tư pháp bị can Nguyễn Phương Hằng. Và việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, thân nhân của người thực hiện hành vi phạm tội. Và kết quả điều tra cho biết bà Nguyễn Phương Hằng từng mang tên là Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, người từng đứng ra tố cáo Đỗ Đạt Giang, một nhân vật khá thân tín của chùm xã hội đen 5 cam cách đây hơn 20 năm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Đây là hình ảnh Đỗ Đạt Giang, đàn em của ông chùm 5 cam khét tiếng. Vào năm 2002, theo kết luận điều tra về chuyên án 5 cam, bà Tuyền có quen biết với ông Đỗ Đạt Giang từ năm 1996. Năm 1997, bà Tuyền thuê nhà số 21/15A, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình để ở và sinh sống như vợ chồng với Đỗ Đạt Giang. Sau đó, bà Tuyền mua lại căn nhà thuê trên với giá 52 lượng vàng. Được biết, trong thời gian sống chung, ông Giang thường đánh đập bà Tuyền nên bà Tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của bà. Ngày 8 tháng 1 năm 1998, ông Giang buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên Giang và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam, ông Đỗ Đạt Giang bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Đỗ Đạt Giang về tội cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, quá khứ, bà Nguyễn Phương Hằng có dính đến đàn em của 5 cam. Lý lịch dính dáng đến xã hội đen có lẽ là điều mà bà Hằng không muốn chăng. Vào năm 2010, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã đổi thành Nguyễn Thị Phương Hằng. Được biết, Đỗ Đạt Giang là một người được sinh ra trong một gia đình quyền thế không phải có gốc là giang hồ. Như anh rể là Đinh Văn Được, tức là Sáu Được, người cũng bị truy tố chung với 5 cam cách đây hơn 20 năm, thì Đỗ Đạt Giang tiếp cận được với ông chùm 5 cam. Nhờ sự liều lĩnh, mong Đỗ Đạt Giang được xem là người hộ vệ cho ông chùm. Như vậy, kể ra, Đỗ Đạt Giang cũng là một giang hồ có số có má thời đầu những năm 2000. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện nay, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, cũng có tin cho biết bà Hằng có biệt danh là Hằng Canada. Tuy nhiên, gốc bà có ở Canada thật hay không thì lại là một vấn đề khác.
Với cái tên hàng Canada như thế, nào chẳng khác phải cần phải chờ cơ quan điều tra kết luận tiếp. Và việc đổi tên là vì lý do gì cũng cần phải chờ cơ quan điều tra cho biết thêm. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng còn đang đào sâu phần điều tra, sẽ có rất nhiều cá nhân liên quan và vụ án không chỉ dừng lại ở việc phát hành trực tiếp livestream. Và chúng ta hãy chờ thêm Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý vụ án này đến đâu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sắp đến ngày 30 tháng 4, ông Trọng xua quân vào Sài Gòn, ai sẽ dính đạn đây? Vào ngày 30 tháng 4 là ngày lễ lớn của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là cột mốc kết thúc tháng 4 và bước sang tháng 5. Tháng 5 chính là thời điểm quan trọng đối với Đảng Cộng sản vì tháng này có diễn ra hội nghị trung ương lần thứ 5, một hội nghị được cho là có thể sắp xếp lại nhân sự. Mà để sắp xếp nhân sự thì phải có chiếc ghế trống mà xếp. Muốn có ghế trống thì phải moi ra sai phạm, tiêu cực và từ đó cách chức thì sẽ có chiếc ghế trống mà xếp với nhau, tranh giành với nhau. Với tình hình đấu đá nội bộ căng thẳng như hiện nay tại Ba Đình thì việc sắp xếp nhân sự là khó tránh khỏi. Nhiều kẻ sẽ phải ra đi và nhiều người sẽ lại lên chức. Kỳ hội nghị sắp tới này, người dân sẽ chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý ra sao với những sai phạm được nhắc nhở rất nhiều trên các mặt báo cả nước. Hiện còn rất nhiều vụ án mà ông Nguyễn Phú Trọng mới chỉ xét xử được nửa vời. Ông chưa dám đụng đến những nhân vật chính trong đó. Không biết sức mạnh của những nhân vật chính dính dáng đến sai phạm bao lâu nay như thế nào mà đến ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa thể giải quyết rốt ráo được. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải dính đến sai phạm tại Thủ Thiêm, ông như đang thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 14 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã phái ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, gấp rút Nam Tiến chỉ đạo để nhanh tiến độ xác minh và xử lý các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban nội chính Trung ương, hiện cũng là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trưởng ban đương nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư. Ông Trọng đã làm việc với thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả tiến độ khó khăn, vướng mắc trong các xác minh và các vụ việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số vụ án nghiêm trọng khác. Vụ việc khác cũng đã được đưa tới và phức tạp dư luận thêm phần rắc rối và dư luận đang rất quan tâm đến phần này. Điều đáng nói là trong đoàn ngoài phía ban bí thư là ông Phan Đình Trạc thì bên phía chính phủ còn có ông Lê Minh Khái. Đợt làm việc này lực lượng khá hùng hậu, trong đó có đại diện của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và đặc biệt là có cả đại diện của Bộ Công an. Phía chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự Đảng ủy, Ban Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan. Nhận trách nhiệm được giao phó từ ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Đình Trạc đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì chỉ đạo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm 5 vụ việc còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm cụ thể tại khu đô thị mới Thủ Thiêm mà Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến cơ quan điều tra của Bộ Công an trước đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã cho quân Nam Tiến đợt này. Trong đó có một số vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, công ty IPC. Vụ án đã dính dáng đến Tất Thành Cang và ông Cang đã bị bắt và truy tố. Tuy nhiên, vụ án là nhiều người kỳ vọng sẽ có biến lớn là vụ sai phạm tại Thủ Thiêm và vụ án tại công ty Sài Gòn Yagi. Hai vụ án này đều có liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một con người đầy quyền lực ở phía Nam. Có thể nói, trong cuộc đời sự nghiệp đốt lò, có hai nhân vật mà ông Nguyễn Phú Trọng tấn công mãi không xong. Đó chính là ông Nguyễn Tân Dũng và ông Lê Thanh Hải. Rất nhiều lần, ngoài Trung ương cử người vào, phối hợp với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm, nhưng lần nào cũng thất bại, không thể bắt Lê Thanh Hải về quy án cho được. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cử lực lượng hùng hậu vào Sài Gòn làm việc,
dù cho lực lượng lần này rất đông, nhưng xem ra không đủ mạnh để bắt ông Lê Thanh Hải vào sổ khám. Còn về vụ việc công ty Sagi, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt ông Lê Tấn Hùng, chính là em ruột của ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, xem ra ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được ông Lê Thanh Hải ở phía Nam. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Kéo quân vào Sài Gòn lần này, phái đoàn của ông Trọng không còn nhiệt huyết mạnh như những lần trước nữa. Có lẽ khi giả yếu, ông Trọng chỉ muốn vùng vẫy cho ra oai, chứ xử lý Lê Thanh Hải là ngoài tầm với. Khi mạnh nhất, ông xử lý không xong, thì làm sao bây giờ xử lý tốt cho được? Có lẽ đưa quân vào Sài Gòn, nhưng súng của họ đã hết đạn nên khó mà tóm được ai vào tù. Hoặc là thế lực Sài Gòn đang còn rất mạnh.